Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Khi Nguyễn Vlog ha. Thì hôm nay Khi Nguyễn Vlog muốn chia sẻ với mọi người về những cái thú cưng nhà mình bạn. Bây giờ nó cũng được nó mình bắt cho đến đến nay là được tầm khoảng 2 tháng rưỡi bạn. Nhưng mà mình huấn luyện cho nó trước khi mình bây giờ cái em nhộng nè bạn. Bây giờ cũng đã tự tự mổ được thức ăn rồi ha em, sau sau nầu này cũng đã tự mổ được thức ăn rồi. Nói chung là cái những em này là lòng lòng đã full lòng rồi bạn, thả ra ngoài là bay dù dù luôn á. Cho nên trước khi mà Khi Nguyễn chia sẻ với mọi người á, thì Khi Nguyễn cũng nhắc với một số anh em mới chơi ha, là nếu mà đem đem những chú chim mình ra mình chơi như thế này á, thì mình nên ở trong cái phòng ha, phòng kính mình đóng cửa lại để mấy em này nó không có bay mất bạn. Tại vì chim này thì nó cũng giá trị, thì mình để trong phòng, khi mà nó có hoảng sợ nó có bay ấy, thì mình cũng kiểm soát được, mình cũng bắt được ha. Thì hôm nay Khi Nguyễn giới thiệu với mọi người cái cám để cho chim nhà mình ăn bạn. Chim chim sáo nâu cũng như là chim chim nhộng bạn. Ở trên đây nó cũng có cái hình nè. Chim sáo nâu với lại chim nhộng ha. Thì mình sẽ cho nó ăn cái loại thức ăn này bạn. Cám dừa cám nói chung là những cái thành phần của nó cũng rất là tốt nha mọi người. Gồm có lòng đỏ trứng sấy khô nè. Rồi vitamin C, axit béo, vitamin A, vitamin D. Nói chung là nó cũng có nhiều nhiều cái chất mà dinh dưỡng nó nằm ở ở trong đây mà. Cái loại này là cái loại nói chung là đắt tiền nhất trong trong các bịch thức ăn mà cho chim sáo với chim nhộng ăn ha. Có một loại là cắm trứng, cắm ớt. Thì cái này nó cũng giống như cắm ớt vậy mà. Nhưng mà nó pha trộn lẫn giữa có lòng lòng đỏ trứng vô đây luôn. Thì giống như là hai hai bịch kia là nó hòa thành một bịch này, là nó chứa đầy đủ chất dinh dưỡng luôn ha. Cái ở trong này thì có những cái hộp tròn tròn này, giống như cái hộp giống như thế này nè. Thì đây là mình rút ra một cái hũ như thế này, mình múc cho nó ăn ha. Bây giờ thì nếu mà mình muốn chơi muốn cho nó thân thiết luôn á, thì giờ đút nó vẫn ăn bình thường, nhưng mà mình không không có thời gian mình đút nữa, thì mình tập cho nó tập cho cái con chim nhồng mình á, là với lại con sáo 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 nâu bạn, là cho nó tự tự mổ luôn bạn. Mình cũng trông đợi cho nó tự mổ luôn ha. Nó tự mổ rất là mình cảm thấy trong lòng mình rất là vui, tại vì khi mà nó đã tự mổ được bạn, thì mình có thể bỏ bỏ đi, giống như là mình có công có việc á, mình không chăm sóc nó trong vòng 1-2 ngày thì nó vẫn sống ok ha. Còn nếu mà con nhồng với lại con sáo mà nó chưa có biết mổ bạn, thì rất là cực ha. Anh em nào mới chơi thì chắc chắc là cũng đồng cái cảnh ngộ như mình. Thì đút thức ăn rất là cực, ngày mình phải canh thời gian. Nếu mà bỏ đói nó thì cũng rất là tội, tại vì cái loài này nó đói la rất là dữ. Các bạn mà xuống ngay mấy mấy cái tiệm chim á, mấy bạn mua phải không, ở tiệm chim thì nhiều khi họ cho ăn một ngày thì họ cho ăn rất là ít như lần mà, giống như là một ngày họ cho ăn có 1 lần 2 lần à. Thì lúc đó mấy bạn xuống cái tiệm chim nhìn tụi này la rất rất là dữ. Bạn thấy bây giờ nó ít la đó, lúc trước mình mới bắt về ha, là nó đói là nó la dữ dữ kinh kinh khủng khiếp lắm. Tụi này nó đói là nó la lắm bạn. Từ loài nhồng nhồng là cái loài la lớn tiếng nhất, rồi đến sáo non sáo nâu non này. Các bạn thấy những em này cũng rất là dạng như bạn. Mình do là mình chơi á, mình hay cho nó ăn, rồi mình hay tiếp xúc, mình nói chuyện đồ với nó, thì nó rất là dạng người. Giờ mình thả thả mấy em này ra, nhưng mà em sáo nâu á, thì mình có thể mình thả ra ngoài cho nó đi chơi, và nó cũng chưa có quen nhà lắm bạn.
sáu với như loại nhồng á, thì anh em nào mà nuôi từ tầm giá mà cỡ 3 tháng 4 tháng các bạn, thì lúc đó chắc là nó sẽ quen ha. Còn mình mới bắt về cái loại sáo non này thì nó có thể là quen mình thôi, chứ nó chưa có quen nhà lắm. Bây giờ mình mà thả ra thì chắc là nó sẽ bay rồi. Ai ai mà hù nó một phát là chắc là nó quản, nó sẽ bay bay đi luôn ha. Còn nếu mà cái loại này nó bay đi thì có thể là tạm chấp nhận được. Còn loại này mà nó bay một cái gì dù một phát là thôi rồi, là lúc đó là ôm cục nợ luôn. Và thấy không, cái là dạng mà còn sao đâu nhà mình ha, nó dạng lắm, mặt nó thể bay tới bay lui, bay đắp đầu rồi mình nó tưởng cái đầu như là cái tổ vậy đó. Rồi này thì mình đang đang huấn luyện, giờ giống như đang cắt ớt cho nó ăn, bằng ớt mình cắt nhuyễn ra, thì con sáo nâu này nó cũng ăn ớt, rồi là con nhồng này nó cũng ăn ớt nữa. Mình sẽ huấn luyện nó bằng cách là bây giờ á, thì mình thu âm vô cái máy vậy, mình thu âm cái tiếng chào khách, giả cái mẹ ơi có khách hay nhà có khách gì đó, mình muốn dạy nó cái câu nào đầu tiên cho nó nói thì mình cứ thu âm lại thôi ha. Chứ nhiều nhiều bạn không có nuôi á, thì bạn nói sao mà nói chào khách nói hoài thì mình bị mỏi miệng ha. Nhưng mà thời buổi công nghệ thông tin rồi thì mình cứ cứ bỏ thu âm vô cái máy, rồi mình cứ phát cho nó nghe, có thể là phát cho nó nghe 5 phút, 10 phút hay là nửa tiếng, tiếng hồ bạn bạn thấy không, nó rất là dạng. Như vậy thì về cái loại cám nè, cái quyển phiên anh em á, là anh em nào mà có đang nuôi chim nhồng chim sáo mà thì hãy mình nên cho ăn cái loại cám thái này bạn. Đây là cám thái ha, nó cũng rất là tốt cho chim bạn. Nhiều nhiều anh em nhiều ông anh á, là ở dưới tiệm chim á, là ông kêu ông mình có nói là mình nuôi con nhồng với con sáo, thì ông nói là thôi em cho nó ăn cái loại này đi nó tốt hơn. Thì cái loại này là tổng hợp của hai bịch cắm cắm trứng với cắm ớt kia. Cắm trứng với cắm ớt kia thì nó tổng hợp lại cái bịch này, thì cho nó ăn rất là ok rồi. Thì mình thấy con chim mình nuôi cho tới bây giờ là tầm 2 tháng mấy rồi, thì nó cũng chắc chắc là nó cũng phát triển tốt. Ở trong đây cũng đầy đủ chất dinh dưỡng mà, chứ chứ không phải là mình đi kiếm ở ngoài như cào cào châu chấu đồ rồi cho nó ăn thêm thì cũng cũng tốt. Nhưng mà cái này là tổng hợp nhiều nhiều loại thức ăn trong đây hết hết rồi, thì anh em nào mà không có thời gian với lại mình ngại cho thì mình nên cho ăn thức ăn này cho nó tốt ha. Thì mỗi bịch này ở giá bán ở Bình Dương là 18k bạn, nhưng cũng rất là rẻ ha. Một một bịch này mình có thể cho hai hai em này ăn chắc cũng cỡ hơn hơn một tuần, có thể là 2 tuần bạn. Tại vì mấy em này ăn nói chung là cũng khiêm tốn ha, nó tại nó còn nhỏ, nó ăn ít, tới lớn thì để mình coi cái liều lượng của nó ăn bao nhiêu thì mình căn chỉnh lại ha. Đây bạn thấy không? Rất là dạng người các bạn. Chim sáo này, cái những loài này á, nó hình như là cái em sáo nâu này đang đang thay lông mà. Giờ mình thấy cái lông đuôi của nó cũng sơ, cũng sức nói chung là cũng rụng, nó cũng 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 hơi nhiều rồi. Giờ cái lông đuôi nó sơ sát nè, giờ chắc là nó thay lông một lần là nó sẽ lớn lớn thêm được một một ít nữa bạn. Thì lúc mình mới mua là nó còn rất là nhỏ bé luôn, là bây giờ mình mới thấy nó đỡ đỡ, chứ hồi lúc mình mua giống y gan con chim sâu vậy đó. Xuống dưới mình cũng không biết đây là loài chim sáo, mà bà chị mới nói là chim sáo, thì nó còn nhỏ, nó chưa phơi lông. Mà còn em nhộng mà bạn thấy bây giờ thì cũng bay được nha, thấy nó hiện hiện đầu vậy, chứ đang đang ngồi nói chuyện mà có ai lỡ mà hù nó một cái là bay đi bay bay luôn á. Bữa bữa mình cũng xích bị bay bạn. Thì khi Nguyễn khuyên mọi người một điều là anh em nào có đang chơi chơi chim như mình á, thì có nhiều nhiều anh em á, họ họ khuyên mình là nên làm cái tên rồi cái số điện thoại của mình, cái tên con chim nhồng này rồi số điện thoại của mình khắc lên đây bạn, khắc lên để cho nó đeo chơi trên chân á.
do mà là mình cũng không có thời gian, với lại ở team ở chỗ này ở Bình Dương mà kiếm cái chỗ khác thì cũng cũng khó nữa. Thôi mình cứ nuôi nó rồi mình nhốt ở trong phòng ha, khi nào mình muốn chơi, mình muốn bắt ra mình chơi á, thì mình ở trong phòng mình đóng cửa lại thì mình sẽ kiểm soát được, khi nào nó bay đi thì mình cũng cũng dễ bắt nữa mà. Thì nói chung là cái loài này nó bay thì chắc là nó cũng không bay cao đâu bạn, tại nếu mà nó mà chim ở ngoài thiên nhiên á, là do nó tập luyện nó bay hàng ngày á, thì có thể là nó bay nó bay cao ha. Còn những cái loài này thì mình nuôi ở trong nhà, do là mình nuôi trong nhà mình cho nó ăn thức ăn đầy đủ mà, thì có thể là nó mập nó béo hơn là cái những cái loài ở ngoài thiên nhiên ha. Thì bay nó cũng hạn chế thôi, nhưng mấy thằng ốm thì nó chạy nhanh hơn mấy thằng mập là dễ vậy. Thì cái loài này á, giờ bạn thấy không, mình chăm sóc nó bây giờ nó cũng bạn bạn nhìn cận cảnh rất rất là to ha. Con này tầm khoảng như chừng nếu mà ấy chắc cũng khoảng chừng từ 2 lạng bạn, là cái con này nó cũng rất rất là chịu chịu ăn bạn. Bạn thấy hai con à, bạn thấy ở trong phòng mà nó bay, nó bay vậy nhưng mà mình bay là mình bắt nó lại được, còn còn ở ngoài nó mà bay đi là thôi rồi luôn. Thì hôm nay Thiên Nguyễn muốn chia sẻ với anh em và các bạn một một cái này là mình cũng mới mới mua luôn bạn. Rồi ông anh ở tiệm chim á, ông kêu là nên nên cho nó ăn những cái loại này bạn, những cái cắm thái nè cũng rất là tốt ha, giá cũng rất là mềm thôi, cũng mắc hơn cái loại kia tầm khoảng vài ngàn thôi, nhưng mà nó tốt hơn, là anh em nên nên cho chim ăn cái loại thức ăn này ha. Rồi video của Khiêu Nguyễn về cái buổi chia sẻ cái kinh nghiệm nuôi nuôi chim cũng như là giúp anh em nào mới nuôi đang mới và đang nuôi thú cưng như như Khiêu Nguyễn các bạn, thì có được một số kinh nghiệm để mà mình chăm sóc, mình nuôi những cái em thú cưng này cho nó có sức khỏe, nó được tốt hơn bạn. Thì Khi Nguyễn cũng xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video clip của Khi Nguyễn ha. Anh em nào có chơi chim có kinh nghiệm nhiều hơn thì nếu mà coi được video của Khi Nguyễn thì hãy góp ý với Khi Nguyễn, nếu mà coi Khi Nguyễn có nói có gì thiếu sót á, anh em nhớ góp ý bằng cách comment ở bên dưới cái video của mình ha. Còn nếu mà anh em nào thấy video của mình có gì hay và hữu ích thì hãy nhớ dành cho mình một like nha bạn, cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ mình nhé. Thôi Khi Nguyễn thân mến chào tạm biệt mọi người. Nếu mà chim mình nó phát triển thêm được một khía cạnh nào nữa, một cái sự phát triển nho nhỏ nữa thì Khi Nguyễn sẽ làm cái video để thông báo với anh em ha. Chứ mình thì cũng mới nuôi chim chim sáo, đặc biệt là chim con nhộng bạn. Giờ để mình bắt nó xuống. Đây giờ mình bởi mình mới bắt nó xuống mà nó bay thì nó đậu ở trên những cái cây ở ở nhà mình thì cũng thấp thấp thôi, thì mình dễ quản lý dễ kiểm soát nó hơn ha. Thì đây là cái loài chim non bạn, thì mình nuôi mình thấy có gì có cái sự phát triển như thế nào thì mình cũng chia sẻ với anh em ha, tại mình cũng mới nuôi thôi. Rồi anh em nào mà có nuôi trước mình á thì thấy cái cách chia sẻ của Khi Nguyễn có gì thiếu sót thì hãy góp ý với mình ha, để anh em mình nuôi những con thú cưng này cho nó được tốt hơn nha các bạn. Rồi Khi Nguyễn thân mến chào tạm biệt mọi người ha, chúc mọi người vui và thành công trong cuộc sống.